đầu tư công tăng trưởng rất mạnh. Chúng ta có thể thấy rằng là cái tăng trưởng của giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng đầu năm thì đã tăng đến 30,4%. Và nếu quy lại theo quý 4 thì tôi tin rằng là nguyên từ bên mảng đầu tư công ấy, Hòa Phát khoảng lên khoảng 19 tỷ. Ở phố tích thì cũng ước tính rằng là cái PE của Hòa Phát hiện đang khoảng hiện với giá hiện tại là khoảng 8,3 đến 8,5 lần. Doanh thu về mảng xây lắp của C4G trong năm 2019 chỉ là 1.500 tỷ thôi. Thì lợi nhuận sau thuế của Hà Tiên tăng này. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình D-Side, chương trình livestream định kỳ vào lúc 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần cùng với các chuyên gia của VNDirect. Thì trong những số trước thì chúng tôi có thảo luận về các ngành, chuyên sâu về các ngành, và số này thì chúng tôi cũng đi sâu hơn về các ngành, và đó là về ngành triển vọng của ngành xây dựng và vật liệu xây dựng. Thì trước khi đi vào chương trình thì tôi xin phép được giới thiệu các panel ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta có anh Trần Bá Trung đến từ phòng research của VNDirect. Theo là anh Hoàng Anh Tuấn đến từ cố DeWell của VNDirect. Và anh Đặng Trường Phụ đến từ cố DeWell. Và moderator ngày hôm nay là tôi, Lương Duyên. Chương trình ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ đi theo vào 3 phần chính. Phần thứ nhất đó là cập nhật tình hình COVID-19 và thông tin kinh tế đáng chú ý. Phần thứ hai là triển vọng ngành xây dựng và vật liệu xây dựng. Và phần thứ ba là phần giao lưu cùng với các quý nhà đầu tư. Thì trong khi mà chương trình của chúng tôi diễn ra và các ban nhóm trao đổi thì quý nhà đầu tư có thể đặt ra những câu hỏi và comment ở dưới live stream của chúng tôi. Thứ nhất thì tôi sẽ cập nhật một chút về tình hình Covid-19 và một số thông tin đáng chú ý trong tuần vừa qua. Theo cập nhật số liệu vào ngày 27 tháng 9 năm 2020 thì số ca nhiễm Covid-19 lên đến là hơn 33 triệu ca, và số ca tử vong đã lên đến hơn 1 triệu ca. Nhưng có một điểm đáng chú ý ở đây, đó là so với cập nhật ở tuần trước thì cái số ca phục hồi là hơn 22 triệu ca, thì đến tuần này là hơn 24 triệu ca. Đây là một con số khá là sáng. Và dịch bệnh ở trên thế giới thì vẫn diễn ra khá là phức tạp như ở biểu đồ. Và tại Việt Nam thì khá là khả quan, đó là 26 ngày liên tiếp không có ca nhiễm nào mới. Các thông tin nổi bật về kinh tế thế giới trong tuần vừa qua thì chúng ta thấy đó là giá vàng và một số các kim loại quý thì đang bị bán tháo khá là mạnh. Ở trên biểu đồ đây là biểu đồ về vàng và bạc, thì chúng ta có thể thấy trong một tuần thì giảm đến 5-10%. Về thông tin nổi bật ở trong nước thì thứ nhất đó là có chỉ số S&P vừa công bố báo cáo mới nhất. Dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2020 thì có thể đạt đến là 1,9% và là nước Đông Nam Á duy nhất tăng trưởng dương. Và đặc biệt là S&P cũng dự báo là năm 2021 thì GDP Việt Nam có thể tăng trưởng là 11,2%. Thứ hai đó là Việt Nam thì hiện đang có tốc độ tăng trưởng chóng mặt, năng lượng tái tạo điện mặt trời nhờ vào các chính sách ưu đãi của chính phủ, và cầu điện được dự báo là sẽ tăng trưởng cao trong tương lai nhờ tăng trưởng kinh tế từ 5-7% trên một năm trong vòng 5 năm tới. Thứ ba là tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2020 thì tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài thì đạt đến là 21,2 tỷ USD và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2019, và giải ngân vốn FDI cũng thu hẹp hơn cùng kỳ năm ngoái, và với vốn thực hiện 9 tháng ước đạt là 13,76 tỷ USD, giảm 3,9% so với cùng kỳ năm 2019. Và chúng ta cũng thấy là chứng khoán Mỹ phục hồi trong phiên cuối tuần sau thời gian mà giảm mạnh nhờ sự trở lại dẫn dắt của cổ phiếu công nghệ. Đây là biến động của chỉ số VN Index thì biến động khá là hẹp và đứng vững trên 900 điểm. Và trong tuần vừa qua thì cổ phiếu ngân hàng dậy sóng nhờ một số những cái thông tin hỗ trợ. Ví dụ như cổ phiếu LPP thì tăng mạnh nhờ tin chuyển sàn. Cổ phiếu STB thì vượt đỉnh một năm trước nhờ tin Trường Hải mua cổ phiếu. Cổ phiếu MBB thì tăng giá vững chắc nhờ tin là chia cổ phiếu 15%. Và nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn duy trì bán dòng nhưng khối lượng thì đã giảm so với tuần trước. Và khối lượng bán dòng là rơi vào khoảng là hơn 8 triệu. Với giá trị là 132,96 tỷ.
Đó là một số những cập nhật những cái thông tin chính về tình hình kinh tế và Covid trong tuần vừa qua. Vậy thì các panel của chúng ta thì có đưa ra đánh giá gì trong thông tin thì không? Xin mời anh Phục. Vâng, vừa qua thì cái thông tin đáng chú ý nhất như Lương Duyên đã đưa ra đó chính là cái việc bán tháo rất là mạnh mẽ các cái kim loại quý như vàng bạc chẳng hạn, thì điều này cũng khá là gây lên cái sự bất ngờ cho rất nhiều nhà đầu tư, bởi vì trong cái điều kiện Covid vẫn diễn ra hết sức phức tạp mà lại kim loại quý thông thường là một nơi trú ẩn rất an toàn đúng không ạ, nhưng mà lần này thì rất khác và đã bị bán tháo với bạc có lúc bán tháo lên đến giảm đến 25% rất là mạnh. Thì còn ở trong nước thì cái thị trường chứng khoán của chúng ta khi vượt được cái mốc 900 điểm đã biến động trong cái biên độ hẹp thì đến hôm nay có một cái sự bứt phá cũng khá là tốt và dẫn dắt chủ đạo lần này lại là dòng banh. Thì đây là một dòng mà người ta cho rằng là bị tác động rất nhiều bởi Covid, tuy nhiên là vì cái giá chiết khấu cũng rất là cao. Bên cạnh đó thì dòng banh gần đây có rất nhiều các cái thông tin hỗ trợ về cái việc chia cổ phiếu rồi là chuyển sàn, rồi là đặc biệt rất là thú vị ở cái khủng hoảng lần này, đó là cái thanh khoản tiền dư lãi suất huy động là giảm rất mạnh, giảm thậm chí còn mạnh tương đương, thậm chí còn giảm mạnh hơn so với lãi suất cho vay ra. Do đó các ngân hàng về cơ bản là ít bị ảnh hưởng nhiều, NIM của họ cũng không bị giảm đáng kể. Thế do đó là các ngân hàng vẫn thu hút được cái dòng tiền rất tốt. Ngoài ra chúng ta cần phải đặc biệt chú ý một điều, đó là lần khủng hoảng này khác lần khủng hoảng trước là cái lãi suất rất là thấp, nó không giống lần trước. Khi cái lãi suất thấp rồi là đầu tư công của chúng ta đang đẩy mạnh, thực sự là tôi cũng nghiên cứu và theo dõi thì đầu tư công cái trong cái cuối quý 3 này là đang đẩy mạnh khá là mạnh và tăng trưởng khá tốt so với cùng kỳ năm trước. Thế do đó là cái lượng tiền ra bên ngoài thị trường khá lớn. Hôm trước thì tôi có một cái thông tin là BIDV thậm chí cho vay cái lãi suất ngắn hạn ấy còn chỉ một số đối tượng là chỉ còn có 4,5% thôi. Thế như vậy cái dòng tiền giá rẻ bây giờ cung ra ngoài là khá nhiều, đúng không ạ? Do đó là cái kênh chứng khoán hay là kênh bất động sản sẽ là một cái kênh, là hai cái kênh là thu hút được tiền rất là tốt. Và cái việc tăng của VN Index này hiện nay thì vẫn chưa có cái dấu hiệu dừng, cho dù là người ta đã đánh giá cái định giá của thị trường chứng khoán hiện nay là không phải là ở mức quá rẻ nữa. Nó PE đâu đó khoảng độ 16,5 lần cơ. Đó, nhưng mà vẫn có một cái dòng tiền rất rẻ. Thì chúng ta hiểu rằng cái dòng tiền rẻ thì nó sẽ giúp cái định giá của các cái tài sản được nâng lên. Thì đây cũng là một điều rất là dễ hiểu được. Vâng, thì đây là trao đổi của tôi về cái chung một chút về cái thị trường. Cảm ơn anh Phục, anh Tuấn ý kiến. Như những lần trước thì tôi, tức là những lần trước mà tôi được tham dự cái panel ấy, thì tôi cũng đưa ra cái luận điểm rằng là khi mà cái lượng tiền mà Fed bơm ra liên tục ấy thì sẽ gây ra lo ngại về lạm phát ở trong dài hạn. Tuy vậy thì tôi vẫn luôn nói rằng là trong ngắn hạn ấy thì cái dòng tiền này sẽ được đẩy vào các kênh tài sản lỏng trước, và điều đó sẽ là điều mà nó sẽ tập trung vào kênh tài sản tài chính, nhất là khi mà lãi suất đang ở mức rất là thấp. Ở Việt Nam mình thì hôm trước tôi vừa mới đọc cái phát hành trái phiếu kho bạc ấy, thì trái phiếu 5 năm lãi suất chỉ có 1,5%, tức là một con số rất là thấp trong rất nhiều năm trở lại đây. Điều đấy cho thấy rằng là một là cái việc cho tín dụng ra ngoài thị trường đang rất là khó khăn, nhưng mà cái thứ hai có nghĩa rằng là cái tiền gửi của dân cư ấy cũng sẽ không tìm được nơi nào mà đầu tư tốt hơn, và điều đó cũng sẽ là một phần mà để kích hoạt cái dòng tiền đi vào các kênh tài sản lỏng, trong đó sẽ gồm có bất động sản và chứng khoán. Thì đặc điểm của thị trường chứng khoán, một điểm này rất là lạ nhé, là khi mà thị trường bình sinh thì thường người dân ít đổ tiền vào đây mà lại đổ tiền vào bất động sản. Nhưng mà ví dụ như thị trường chứng khoán mà tăng bền vững trong khoảng một quý hai quý liên tục ấy, thì y rằng là tiền sẽ vào kênh chứng khoán rất là nhiều. Đó là cái tâm lý mà xu thế theo đám đông. Và năm 2017 cũng thế, 2017 là giai đoạn 2016 là gần như là thị trường bắt đầu rất là mạnh, đúng không? Đúng. Thì đến 2017 bắt đầu rất nhiều dòng đầu tư mới rất là mạnh để đẩy vào. Thì tương tự cái câu chuyện tôi nghĩ tương tự như thế, tức là khi nếu như thị trường chứng khoán tăng bền vững ấy, thì chắc chắn đoạn sau còn tăng khủng khiếp nữa. Đấy là hết điểm của tôi. Và còn một điểm nữa là về kinh tế, thì tôi vừa mới cập nhật cái kinh tế của thời gian vừa qua ấy. Thì sau khi mà giai đoạn tháng 1, tháng 5 ấy, cái số lượng doanh nghiệp đang hoạt động chỉ có 4,6 nghìn, thì bây giờ cái
số lượng hoạt động đã lên khoảng 10,2 nghìn rồi. Đây là con số bắt đầu hồi phục. Và số liệu của Google cũng cho thấy rằng là mọi thứ đang phục hồi dần do cái độ đi lại. Thì điều đó có nghĩa rằng là thị trường sẽ mặc dù sẽ vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhé, nhưng mà tôi tin rằng là sẽ phục hồi trong giai đoạn cuối năm nay và đầu năm sau, nhất là nhờ cái câu chuyện đầu tư công của chúng ta sắp kể không ạ? Thì chính vì cái lý do như anh Tuấn đưa ra, cho nên S&P họ còn dự báo là năm 2021 GDP của Việt Nam có thể tăng trưởng những 11,2%. Thì đây là một cái gì đó rất là lạc quan, đúng không ạ? Cảm ơn các analyst đã đưa ra thêm những cái đánh giá về thị trường. Vậy thì chúng ta sẽ đi luôn vào cái chủ đề chính ngày hôm nay, đó là triển vọng ngành xây dựng và vật liệu xây dựng. Thì phần này thì xin mời anh Trung sẽ đưa ra những cái luận điểm, những cái số liệu. Vâng ạ, như chúng ta đã biết thì ngành xây dựng thì đi theo cái chu kỳ của ngành bất động sản và đã bắt đầu có dấu hiệu chững lại, tức là tăng trưởng chậm lại trong 2 năm trở lại đây. Và đi cùng với đó thì ngành vật liệu xây dựng của Việt Nam sau một thời điểm tăng trưởng nóng thì cũng đã bước vào giai đoạn gọi là dư cung ở nhiều mặt hàng như thép và xi măng. Thì trong năm nay thì chúng ta cũng đã đề cập rằng là cái kỳ vọng từ cái cú hích từ làn sóng đầu tư công thì đã giải quyết được hai vấn đề này, giải quyết vấn đề công việc làm cho ngành xây dựng và cũng như cái vấn đề đầu ra sản phẩm cho ngành vật liệu xây dựng. Chúng ta sẽ đề cập đến cái tiến độ giải ngân của 8 tháng, tiến độ giải ngân của đầu tư công trong 8 tháng đầu năm nay. Thì trên biểu đồ bên trái chúng ta có thể thấy rằng là cái tăng trưởng của giải ngân vốn đầu tư công trong 8 tháng đầu năm thì đã tăng đến 30,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tức là nó đã cao hơn cái số trong 8 tháng, trong 7 tháng vừa rồi là khoảng 27% và số chỉ 5% của năm 2019. Và cái số giá trị tuyệt đối của năm nay thì lên đến 251.000 tỷ, và cái tốc độ tăng trưởng này vẫn còn đang có dấu hiệu là tiếp tục gia tăng trong các tháng tới. Và cái tâm điểm của tăng trưởng đầu tư công sẽ đến từ các cái dự án cơ sở hạ tầng, và tiêu biểu nhất là cái 11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là cái vấn đề đưa các cái gói cao tốc, các dự án cơ sở hạ tầng lớn này vào trong việc khởi công thì sẽ giúp cho giải ngân của quý cuối năm sẽ có tăng trưởng mạnh hơn nữa. Ở slide tiếp theo chúng ta có thể nhìn thấy rằng là chính phủ cũng đang rất quyết tâm mà đẩy mạnh các cái tiến trình này ở các cái dự án cao tốc Bắc Nam, đặc biệt là các cái dự án mà đã triển khai theo hình thức đầu tư công. Chỉ trong một thời gian ngắn, dự án được khởi công thì đã hoàn thành được tương đối khối lượng công việc, tức là nhanh hơn giai đoạn trước, là giai đoạn các năm trước là khá là nhiều. Còn về triển vọng các nhóm ngành sẽ hưởng lợi thì chắc chắn một điều chúng ta có thể nhìn thấy rằng là các cái nhóm ngành về vật liệu xây dựng sẽ là các cái nhóm ngành được hưởng lợi chính, do đây là cái nguyên vật liệu, cái đầu vào quan trọng của các dự án cơ sở hạ tầng. Và đây là cái ước tính của VNVREX, thì trong các cơ cấu chi phí của các dự án cao tốc Việt Nam trong quá khứ thì nhóm vật liệu xây dựng với khoảng 60% chi phí đầu vào thì sẽ là cái nhóm mà có cái chi phí lớn nhất. Trong đó thì tiêu biểu là các nhóm như nhựa đường và đá xây dựng, thép xi măng, thép xây dựng và xi măng sẽ là các cái nhóm cấu phần ở trong vật liệu xây dựng và chiếm tỷ trọng cao và được kỳ vọng là sẽ được huy động lớn. Và trong các cái 4 nhóm ngành kể trên thì chúng tôi đặc biệt kỳ vọng vào nhóm ngành đá xây dựng và nhựa đường, bởi vì nếu mà so sánh với cái quy mô của ngành năm 2019 và cái ước tính mà công suất tăng thêm khi các dự án đầu tư công này được đi vào thực thi, được đi vào khởi công, thì cái quy mô của nó so với cái quy mô của toàn ngành thì nó sẽ là khá là cao. Bên cạnh đó rằng các cái doanh nghiệp mà ở trong nhóm ngành đá xây dựng và nhựa đường mà nằm ở các cái vị trí thuận tiện, tức là dễ dàng có thể cung cấp được cho sản phẩm ra đến các dự án thì sẽ được hưởng lợi chính, do đặc thù của ngành vật liệu xây dựng rằng chi phí vận chuyển thường chiếm tỷ lệ khá cao trong giá thành sản phẩm. Do vậy rằng các doanh nghiệp mà sở hữu vị trí tốt thì sẽ được hưởng lợi đầu tiên. Và chúng tôi có pick ra những cổ phiếu nổi bật nhất của nhóm ngành, đó chính là ở thép xây dựng thì có Hòa Phát, xi măng thì có Hà Tiên 1 và Bỉm Sơn BCC, trong mảng đá xây dựng thì là có CASB và DHA, còn trong mảng nhựa đường thì là PLC,
và đặc biệt lưu ý rằng hai nhóm ngành đá xây dựng và nhựa đường sẽ được hưởng lợi lớn, trong khi các nhóm sét xây dựng và xi măng cũng sẽ được hưởng lợi, tuy nhiên sẽ ở mức độ thấp hơn. Và sau đây thì chúng ta sẽ đi vào từng nhóm ngành cụ thể hơn. Đầu tiên thì sẽ cập nhật đến ngành thép xây dựng thì chúng ta có thể thấy rằng là mặc dù trong 8 tháng đầu năm thì toàn ngành giảm tốc độ sản lượng tiêu thụ của toàn ngành giảm khoảng gần 6%. Tuy nhiên là trong những tháng gần đây thì tốc độ tăng trưởng tốc độ tiêu thụ đã có sự cải thiện đáng kể, và đặc biệt trong tháng 8 thì sản lượng tiêu thụ đã tăng đến 15% so với cùng kỳ. Và chúng ta kỳ vọng rằng là dần dần các cái dự án đầu tư công đi vào thực thi thì sẽ tạo ra cú hích giải quyết các cái vấn đề tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm thép xây dựng. Và chúng tôi kỳ vọng rằng là trong cả năm 2020 thì sản lượng tiêu thụ của thép xây dựng có thể sẽ tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước ở mức 1-2%. Và cái trong ngành thép thì xuất hiện ra các cái xu hướng là các cái doanh nghiệp đầu ngành đang có lợi thế rằng sẽ giành được thêm các thị phần lớn. Tiêu biểu ở đây có thể chúng ta nhìn thấy là Hòa Phát, mặc dù toàn ngành đã giảm đến gần 6%, tuy nhiên trong cùng kỳ Hòa Phát lại vươn lên và giành được thêm tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước, và đã giành lên đến 32% thị phần trong 8 tháng đầu năm 2020. Tương tự như vậy ở ngành xi măng thì tính chung 8 tháng thì cả ngành đã tiêu thụ giảm khoảng 8%, tuy nhiên trong tháng 8 vừa qua cũng đã nhận một cú hích lớn, đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Thị trường Trung Quốc đã giúp cho cái sản lượng tiêu thụ của toàn ngành tăng khoảng 17%, và chúng tôi kỳ vọng rằng là các cái dự án đầu tư công này cũng sẽ tiếp tục sẽ hỗ trợ cho cái tiêu thụ đầu ra của sản phẩm thép xi măng. Và bên cạnh đó rằng các quốc gia xuất khẩu chính của Việt Nam như Trung Quốc hay Philippines thì cũng có các cái gói hỗ trợ kích thích kinh tế tương tự như Việt Nam, và sẽ tạo ra được cái nhu cầu về cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ sở hạ tầng của nước họ. Bên cạnh đó thì kéo theo đó thì cái mảng tiêu thụ của các sản phẩm này cũng gia tăng, do vậy rằng họ sẽ nhập khẩu nhiều hơn thép và xi măng của Việt Nam, thì cũng kỳ vọng rằng là ngành xi măng sẽ tiếp tục hồi phục mạnh mẽ trong các tháng tiếp theo của năm 2020. Còn ngành đá xây dựng thì chúng ta sẽ đề cập nhiều hơn đến các doanh nghiệp niêm yết. Như ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là CASB, PSA hay VLB là những doanh nghiệp có cái công suất sản lượng khai thác là lớn trong ngành, và chúng tôi kỳ vọng rằng đây là nhóm doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi chính từ cái vấn đề các dự án giải ngân đầu tư công. Bên cạnh đó thì các dự án này có các cái vị trí sở hữu các cái mỏ ở các vị trí khá thuận tiện để cung cấp cho các gói đầu tư công các gói cao tốc Bắc Nam trong năm nay. Và đặc biệt rằng ở khu vực Đồng Nai chúng ta thấy rằng cụm mỏ của các doanh nghiệp niêm yết thì đặc biệt gần với sân bay Long Thành, một dự án siêu dự án trong tương lai sẽ được khởi công, thì hy vọng rằng điều này sẽ kích thích cái nhu cầu đá xây dựng của khu vực trong 2 năm tiếp theo. Còn về ngành xây lắp hạ tầng thì sắp tới đây trong tháng dự kiến rằng là 5 dự án theo hình thức PPP sẽ được khởi công vào tháng đầu năm 2021. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải chờ đợi kết quả từ cơ quan chức năng về kết quả đấu thầu, rằng doanh nghiệp nào sẽ được xướng tên rằng là sẽ trúng thầu các dự án có quy mô cực lớn này. Thì như chúng ta đã đề cập ở phần phía trên thì vấn đề công việc làm đặc biệt quan trọng với ngành xây lắp. Do vậy khi mà giành được các gói thầu này thì sẽ tạo ra cú hích tăng trưởng cho doanh nghiệp là khá là tốt. Tiếp theo đây thì chúng tôi sẽ đưa vào những khuyến nghị ra những cái cổ phiếu nổi bật. Cái phần này chắc là để sau, và bây giờ chúng ta sẽ cùng trao đổi và thảo luận về cái như là anh Trung thì đã cũng đã vừa cung cấp cho mọi người về tổng quan của ngành xây dựng và vật liệu xây dựng, và cũng có đưa ra những cái thông tin chi tiết về các phân khúc nhỏ ở trong đó rất là quan trọng. Vậy thì các chuyên gia khác của chúng ta thì có đánh giá gì về ngành này, hay có thêm những cái thông tin gì để chúng ta cùng thảo luận về ngành này? Trong cái vấn đề khi mà cái nền kinh tế của mình bị ảnh hưởng rất lớn bởi Covid ấy, thì khi mà chính phủ muốn đẩy mạnh lại GDP, tăng trưởng GDP ấy, thì cái con đường mà nó dễ đi nhất ấy, thường sẽ là đẩy mạnh vào đầu tư công. Trong cái buổi họp ngày 21 tháng 8 thường trực chính phủ vừa rồi đấy, đương nhiên thì tháng 9 thì chúng ta chưa nhận được, nhưng mà tháng 8 ấy
thì cái định hướng của chính phủ mình sẽ là đẩy mạnh đầu tư công và làm sao giải ngân được hết 630.000 tỷ đồng trong năm nay. Đến hết ngày 31 tháng 8, cái số lượng giải ngân mới được là 221.000 tỷ đồng. Điều đó có nghĩa rằng là trong khoảng từ tháng 9 này, 10, 11, 12 tức là quý 4 là thêm 1 tháng nữa. Là dự kiến rằng là sẽ giải ngân được khoảng 409.000 tỷ đồng, một con số rất là lớn. Và chính phủ cũng phát đi tín hiệu rằng là nếu như mà địa phương nào không giải ngân hết ấy thì sang năm là tôi sẽ cắt giảm bớt cái chi tiêu đi, thành ra là những cái đấy là những cái mà khiến cho động lực cho các địa phương để mạnh giải ngân đầu tư công. Và chính vì thế nên ở góc độ đấy thì Tuấn cũng ngồi tính một cách tính vo thôi, 409.000 tỷ đồng, giả sử 70% đấy mà dành cho vật liệu xây dựng là chúng ta có là 290.000 tỷ đồng, đúng không? Giả sử nhé, đương nhiên con số nó chỉ tính vo thôi, 290.000 tỷ đồng mà chúng ta lại lấy 30% thị phần của thép, ví dụ như của Hòa Phát nhỉ, 30% thị phần, quy ra doanh thu của nó rất là một con số rất là khủng khiếp trong 4 tháng cuối. Thì đấy là một cách mà tôi tính một cách rất là vo, dựa trên cái con số đấy chúng ta quy lại thị phần của từng mảng một, ví dụ như Hà Tiên thị phần khoảng 10%, Hòa Phát thị phần khoảng 30%, hay PLC như anh Trung này nói là thị phần 30%, đúng không? Chúng ta chỉ được nhân ra thôi. Và trong cái chỗ đấy thì chúng ta tính là ví dụ như là một cái báo cáo, một cái slide của anh Trung khá là hay về cái khi mà giải ngân đầu tư công thì 35% là hưởng lợi dành cho ngành đá xây dựng, đúng không? Đây này, đúng rồi, chính xác. 35% là cho nhựa đường à? Nhựa đường. Sau đó là đến thép xây dựng này. Sau đó 15% là cho xi măng và đá xây dựng. Thì chúng ta làm một cái phép tính rất là vo. Chúng ta tính được rằng là cái doanh thu của cái tổng cái ngành từ ngày 1 nó quy lại sẽ là bao nhiêu. Và nếu như chúng ta nhân luôn thị phần đấy thì chúng ta tính ra được luôn rằng là mình dự kiến rằng doanh thu quý 4 của các công ty này sẽ được khoảng bao nhiêu tiền. Thì đấy một cách tính rất là vo. Thì chính vì vậy ấy, sau khi mà tôi tính xong thì tôi tin rằng là trong ngành thép và ngành xi măng, tức là ở đây thì tôi hay quan tâm hai ngành đó, thì nó sẽ có một cái tăng trưởng rất là khủng khiếp trong quý 4. Tuấn đưa ra và các nhà đầu tư có thể nhìn vào cái tổng quan của ngành và những cái để các nhà các panel có thể nói ra là tình hình hiện tại của ngành đó ra sao và tương lai như thế nào để các nhà đầu tư có thể nắm được những cái ý chính để theo dõi cái ngành này tiếp theo. Thì xin mời anh Phục. Vâng. Thì như anh Trung có vừa đưa ra các cái dữ liệu thống kê rất là cụ thể rõ ràng, đúng không ạ? Thì chúng ta nhìn vào đó có thể thấy rất rõ, thứ nhất là đầu tư công tăng trưởng rất mạnh, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Đấy là một con số rất là đáng mừng. Và đặc biệt đáng mừng hơn nữa là cái xu hướng tăng bây giờ rất mạnh ở những cái tháng gần đây, đặc biệt cái tháng 8 vừa rồi và tháng 9 này nữa, đúng không? Và chúng ta cũng lưu ý một điều rằng trong cái quý 3 thường là mùa mưa, thì phía trước mặt của chúng ta là quý 4 là một quý mùa khô, rất thuận lợi cho các cái công trình xây dựng và giải ngân. Đó là điều đầu tiên, đó là tín hiệu đầu tư công rất tốt và lại mùa rất là phù hợp, rất là thích hợp cho việc giải ngân đầu tư công. Tiếp theo nữa là chúng ta nhìn cụ thể hơn vào các ngành, thì như anh Trung có đưa ra đó là rõ ràng thép này trong 7-8 tháng đầu năm có bị giảm, đúng không? Nhưng mà riêng tháng 8 vừa qua đã tăng trưởng mạnh mẽ trở lại so với cùng kỳ rồi, rất tốt, đúng không? Tăng trưởng rất mạnh mẽ. Thì cái thép hiện nay là dư cung trong những tháng đầu năm là dư cung khá nhiều và xuất khẩu sang Trung Quốc vân vân khá nhiều, nhưng mà tháng 8 này đã tăng trưởng trở lại rồi và chúng tôi cũng kỳ vọng là từ tháng 9 trở đi sẽ tăng trưởng rất là mạnh nữa, còn mạnh hơn nữa cơ, do cái đầu tư công mạnh. Ngoài ra có một điều là chúng ta cũng cần lưu ý rằng cái giai đoạn trước, giai đoạn 2016-17 chẳng hạn, Trung Quốc đầu tư công rất là mạnh, con đường gì đấy nhở, đúng không? Một vành đai một con đường đó, do đó là nó cũng làm cho cái việc dư thừa thép của Trung Quốc là không bị dư thừa nữa, thậm chí họ nhập khẩu thêm. Và thực tế số liệu cho thấy rằng là Việt Nam vừa rồi còn xuất khẩu thép sang Trung Quốc, đúng không? Xuất khẩu cả xi măng sang Trung Quốc rất mạnh. Thế do đó là cái cơ hội đối với ngành vật liệu xây dựng và xây dựng bây giờ ấy, nó được hưởng lợi tích tụ của rất nhiều các yếu tố tốt. Cầu trong nước thì tăng, đúng không ạ? Cung cạnh tranh từ nước ngoài thì nó cũng giảm, thậm chí nước ngoài họ còn nhập khẩu của mình cơ. Rồi là yếu tố về việc áp lực giải ngân đầu tư công chính phủ đã đưa ra rất quyết liệt rồi. Thì tôi cho rằng cái ngành vật liệu xây dựng này sẽ tiếp tục rất tốt nữa trong cái thời gian tới. Trong thời gian tới, đúng không? Thì tôi cũng đồng quan điểm với các anh ở đây là quan tâm đến những cái ngành có nhiều doanh nghiệp, ví dụ ngành đá này, ngành xi măng này, hay là ngành thép này, rất là rõ ràng, đúng không? Thì đấy là trao đổi của tôi.
Tại vì các analyst cũng đưa ra, tức là đây là cái ngành rất là hấp dẫn trong tương lai và trong thời gian tới. Vậy chúng ta sẽ đi vào những cái cổ phiếu cụ thể để có thể trao đổi cùng với các nhà đầu tư. Thì xin mời anh Trung có thể đưa ra những cái đánh giá của mình. Ok, ở trong cái phần stock pick cho các cái nhóm mà mình vừa đề cập ở trên về... Lỗi nha, có khi là mình sẽ đi theo từng ngành một, từng cổ phiếu không theo từng ngành một nhỉ? Thì chúng ta cứ đi đúng không? Từng cổ phiếu từng ngành một. Mời anh Trung về ngành thép đúng không? Đúng rồi. Ok, thì trong ngành thép thì topic chính là cổ phiếu của Hòa Phát HPG. Thì như phần ở trước cũng đã trình bày thì Hòa Phát trong 8 tháng đầu năm cũng đã tiếp tục giành thêm thị phần và đang chiếm một thị phần khá là cao là 32%, và cái xu hướng này vẫn còn tiếp tục gia tăng khi mà Hòa Phát vẫn đang tiếp tục tăng trưởng sản lượng bán ở khu vực miền Nam và miền Trung khá là cao, bên cạnh đó là xuất khẩu. Một yếu tố nữa hỗ trợ Hòa Phát rằng là cái giá sản phẩm thép thì cũng đã được cải thiện trong tháng 8 vừa qua. Thì theo thông tin mà mình nắm được thì cái trong tháng 9 thì giá thép sẽ đã tiếp tục tăng ở một số doanh nghiệp, thì hy vọng rằng giá thép tiêu thụ Hòa Phát cũng trong xu hướng này, thì điều này sẽ hỗ trợ biên lợi nhuận cho mảng thép của Hòa Phát trong tháng 9 cũng như là 3 tháng cuối năm 2020, sẽ hỗ trợ phần nào cho cái vấn đề rằng là giá quặng sắt đang ở mức đỉnh 6 năm, hay là vấn đề giá than cốc mặc dù đang ở mức thấp nhưng đã có xu hướng tăng trở lại. Bên cạnh đó thì ngắn hạn nhất thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng trong quý 3 thì sản lượng tăng trưởng thép xây dựng của Hòa Phát là khoảng 15-20% và lợi nhuận của Hòa Phát trong quý 3 có vị trí là khá thấp. Do vậy là chúng tôi cũng kỳ vọng rằng cái quý gần nhất này, quý 3 này thì Hòa Phát sẽ tăng trưởng tối thiểu sẽ 30%, mức tăng trưởng khá là cao. Bên cạnh đó rằng là trong các năm tiếp theo năm 2021 thì cái sản phẩm HRC gọi là lò cao số 4, lò cao số 3, số 4 sẽ là động lực tăng trưởng chính của Hòa Phát trong năm tiếp theo. Tiếp theo đây thì sẽ là cổ phiếu chúng ta sẽ đề cập đến các cổ phiếu thép. Vậy đây là những cái quan điểm của anh Trung về cổ phiếu HPG. Vậy thì còn anh Phục và anh Tuấn thì có quan điểm hay là phản biện lại những cái thông tin của anh Trung hay không? Quan điểm của hai anh về ngành này như thế nào? Khi mà chúng ta nhìn ngành thép ấy, thì theo quan điểm tôi là chúng ta cần phải nhìn nhiều hơn đến cái sự tác động của ngành thế giới nữa. Ví dụ cái giai đoạn mà từ năm 2008 đến năm 2015 ấy, là thép Trung Quốc gọi là bá chủ thế giới. Cái sản lượng của họ tăng trưởng từ 0, tức là rất là thấp nhé, lên khoảng 110 triệu tấn vào năm 2015, tức là đỉnh điểm. Nhưng mà tại thời điểm đấy thì cũng là thời điểm mà cái việc trào lưu thuế tự vệ đối với ngành thép bắt đầu lên cao trên toàn thế giới. Và cùng với thời điểm đấy thì Trung Quốc cũng bắt đầu thực hiện việc cắt giảm các nhà máy nhỏ ở xung quanh thành phố lớn như kiểu Bắc Kinh với Thượng Hải, khiến cho cái xuất khẩu của họ bắt đầu giảm từ 110 triệu tấn năm 2015 về còn bây giờ như cuối 2019 là họ xuất khẩu chỉ còn 62 triệu tấn, tức là giảm đâu đó khoảng 13,3% một năm. Chính vì điều này làm cho cái cung trên toàn thế giới nó được bớt căng thẳng đi. Song song với đó thì cái giai đoạn mà 2015 đến 2018 ấy là Trung Quốc đẩy rất mạnh về cái chi tiêu một vành đai một con đường. Còn thời điểm hiện tại ấy, thì họ lại đang đẩy mạnh cái chi tiêu công. Nhưng cái chi tiêu công của họ bây giờ rất là khác so với cả năm 2008 nhé. Cái chi tiêu công năm 2008 của họ là massive vào cơ sở tầng. Nhưng bây giờ của họ là cơ sở tầng của họ chỉ một phần thôi. Một phần nữa là những cái công nghệ mới kiểu 5G, rồi xe tự động vân vân. Nhưng dù sao cũng có tác động nhất định đối với cả thị trường. Một là chúng ta nhìn thấy là cung giảm này, đúng không? Hai là cầu của Trung Quốc cũng tăng lên, khiến cho cái cạnh tranh trong Việt Nam mình bước căng thẳng đi. Là một. Thứ hai nữa là câu chuyện mà đầu tư công như Tuấn vừa mới nói chuyện rằng là trong 4 tháng cuối năm ấy, chính phủ mình có thể đẩy mạnh đến 409.000 tỷ đồng cho đầu tư công và quy lại vật liệu xây dựng, rồi chúng ta quy theo cái bảng của anh Trung vừa nãy. Thì như Tuấn tính ấy là tổng cái số mà tổng cái số chi tiêu cho ngành thép ấy có thể lên đến là khoảng 85.000 tỷ. Và nếu như mà tính thị phần của Hòa Phát là 30% thì doanh thu 4 tháng đâu đó khoảng 27.000 tỷ. Và nếu quy lại theo quý 4 nữa thì tôi tin rằng là cái doanh thu nguyên dưới mảng đầu tư công ấy dành cho Hòa Phát ấy, có thể lên đến khoảng 19.000 tỷ. Để làm một chút phép so sánh là Hòa Phát doanh thu quý 2 chỉ có 20.000 tỷ thôi.
Điều đó có nghĩa rằng là tôi tin tưởng rằng là trong quý 4, có thể bắt đầu từ quý 3, và quý 4 này doanh thu của Hòa Phát sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Thì đấy là một cái catalyst mà tôi tin rằng là sẽ khiến cho cái giá định giá của Hòa Phát hiện tại đang là phe trong của cái thời kỳ trước, nhưng bắt đầu trở nên rẻ trong khoảng 1 năm đến 2 năm tới. Vâng, cũng đồng quan điểm với anh Tuấn và anh Trung về cổ phiếu Hòa Phát như vậy. Thì chúng ta cũng lưu ý rằng là trong mấy quý đầu năm thì Hòa Phát xuất khẩu quặng khá nhiều, xuất khẩu gọi là gang đúng không? Thì gọi là thép, phôi thép. Xuất khẩu phôi thép khá nhiều đúng không ạ? Thì cái phôi thép biên lợi nhuận nó thấp hơn. Tuy nhiên là do cái cầu trong nước trong quý 3, quý 4 sẽ tăng, cái khả năng cao là Hòa Phát sẽ tăng cường được thêm cái thép xây dựng và biên lợi nhuận rõ ràng nó cao hơn. Bên cạnh đó thì cái nhà máy HRC, cái lò cao số 3 đúng không? Đã đi vào hoạt động vào ngày 25 tháng 8. Thì tháng 9 bắt đầu mang lại cái sản lượng doanh thu, đúng không ạ? Thì HRC thì cái lò cao số 3 đâu đó khoảng 1 triệu tấn, đúng không ạ? 1 triệu tấn thì chúng ta cứ tính nha, nếu mà từ gần cuối năm thì từ lúc nó đưa vào còn khoảng 4 tháng thì cái công suất đâu đó cũng sẽ được khoảng độ gần 400 ngàn tấn, 350-400 ngàn tấn, thì nó cũng có thể góp phần làm tăng doanh thu của Hòa Phát. Nhưng mà chúng ta lưu ý đây là tăng doanh thu này, nhưng mà đầu vào của tôn Hòa Phát các thứ thì nó lại từ HRC, thế thành ra doanh thu nó sẽ tăng doanh thu nội bộ. Tăng doanh thu nội bộ nó có thể không thể hiện ra ngoài quá nhiều, nhưng mà về biên lợi nhuận thì khả năng cao sẽ tăng khá tốt. Còn trong năm 2021 thì như anh Trung đã rất rõ, trong quý 1 tới thì dự kiến cái lò cao cuối cùng cũng về HRC nó sẽ đưa vào hoạt động ở quý 1. Thế do đó là cả năm 2020 về cơ bản là hưởng lợi từ đầu tư công này, tức là tăng cái cầu về thép rất mạnh. Ngoài ra cung của Hòa Thân Phát thì gần như cũng là tối đa công suất cả hai dự án Hải Dương và Dung Quất. Thế do đó là cái điểm rơi lợi nhuận có thể vào giữa năm 2020 đến cuối 2020 là bắt đầu điểm rơi lợi nhuận tăng trưởng rất mạnh. Còn nhiều quý vị và các bạn rất lo ngại về cái việc là lãi vay ấy, hay là khấu hao ấy, thì xin thưa khấu hao thì nó sẽ là bình thường thôi. Cái hoạt động công suất thì nó cũng rất là bình thường thôi, chi phí đấy là một chi phí bình thường, tính là giá vốn bình thường. Còn cái lãi vay thì tôi lưu ý rằng năm nay thì lãi vay đâu đó cũng sẽ khoảng độ 1.000, có thể đạt được 1.500 tỷ là lãi vay, thì năm sau lãi vay nó cũng chỉ tăng thêm khoảng vài trăm tỷ nữa thôi. Nó cũng không phải là cái vấn đề gì đó là quá lớn đối với cái chi phí tài chính của Hòa Phát cả. Thì chúng tôi cũng rất là đồng quan điểm về cái việc là cổ phiếu Hòa Phát này là nếu mà nhìn hiện tại định giá PE có vẻ cao, nhưng chúng ta ước tính trong 1 năm tới, 2 năm tới thì rõ ràng cổ phiếu này lúc này cũng không phải là cao, đúng không? Cập nhật một chút thì Hòa Phát thì em có phỏng vấn doanh nghiệp thì trong tháng 9 này thì sản lượng tiêu thụ thép xây dựng thì cũng sẽ tương đương với tháng 8, tức là mức khá cao và là tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Còn lò cao về sản xuất HRC thì cũng sẽ chạy thương mại, tức là kế hoạch là chạy thương mại cuối tháng 9 này, thì hiện tại chưa có thông tin chính thức, thì là doanh nghiệp vẫn khẳng định là rất đang là đúng tiến độ. Còn vấn đề định giá về Hòa Phát thì hiện tại Hòa Phát đang giao dịch ở mức P khoảng 9.5 lần, thì nó cũng không phải là cao so với 2 năm trở lại đây của Hòa Phát, và nó cũng tương đương với mức tại có những thời điểm Hòa Phát lên đến khoảng 11 lần cơ. Và nếu mà chúng ta xét theo P forward của năm 2021 thì Hòa Phát diện ở khối phân tích thì cũng ước tính rằng là cái P của Hòa Phát hiện với giá hiện tại là khoảng chỉ 8.3-8.5 lần thôi. Do vậy rằng mức giá Hòa Phát vẫn rất là hợp lý, và trong năm tiếp theo tăng trưởng mạnh thì cái định giá này sẽ còn được cải thiện nữa. Cái này một chút là về tình hiện tại doanh nghiệp như vậy. Vậy là cả ba panelist của chúng ta đều đưa ra có đồng quan điểm là Hòa Phát thì có cái động lực tăng trưởng rất là mạnh trong thời gian tới. Vậy thì kèm theo ở trong cái ngành này thì có thể đưa ra những cái rủi ro gì nếu như ngành này gặp phải, hay là những chỉ số nào để cho các nhà đầu tư có thể chuẩn bị? Vâng, về ngắn hạn thì tôi thấy cái rủi ro hiện tại đối với lĩnh vực này đó là cái giá nguyên liệu đầu vào, đúng không? Giá quặng đang rất là cao, đúng không? Rất là cao. Thì nó sẽ tác động đến cái phần ngắn hạn liên quan đến biên lợi nhuận ngắn hạn của các cái công ty này. Các công ty này thì tôi chỉ chú ý đến cái đó về rủi ro cái đó. Tôi thấy rằng là bởi vì cái giá của Hòa Phát ấy, tức là giá cổ phiếu ấy, của Hòa Phát hiện tại đang là PE khoảng 8.2 lần đúng không? Tức là một con số nó không, bởi vì trong một ngành chu kỳ ấy, thì ngành chu kỳ thì cái thông thường người ta cũng chỉ kỳ vọng cái PE đâu đó khoảng 7 đến 8 lần thôi. Điều đó có nghĩa rằng là cái định giá của Hòa Phát tại hiện điểm hiện tại là không rẻ. Điều đó có nghĩa rằng là
trong ngắn hạn ấy, thì Hòa Phát đâu đó cũng có cái rủi ro gì đó nếu như mà cái tiến độ đầu tư công không được như kế hoạch này hay vân 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 mọi thứ, thì đấy là cái rủi ro về định giá ngắn hạn. Ngắn hạn là nó hơi không có cái biên an toàn, không biên an toàn alpha cho chúng ta thế thôi, chứ còn về dài hạn tôi vẫn rất tin tưởng cái cổ phiếu vẫn đang giữ giá trị. Chúng có chú ý gì ở... Vâng, thì cũng đồng quan điểm anh Phục thì cái rủi ro lớn nhất của ngành thép thì là các cái giá nguyên liệu đầu vào, ở Hòa Phát thì là cái giá quặng và than, còn các doanh nghiệp đa phần ở Việt Nam mình là sản xuất thép lò điện thì đầu vào sẽ là sát cái vấn đề thép phế, thì thép phế cũng khá là inline so với cái vấn đề so với cái giá quặng sắt. Do vậy là các cái mặt hàng này khi mà biến động lớn thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành, thì đây là cái rủi ro lớn nhất. Ba mục đích đã đưa ra là những cái rủi ro để nhà đầu tư có thể chú ý cân nhắc vào. Và bây giờ chúng ta sẽ sang tiếp cái ngành tiếp theo và những cổ phiếu đáng lưu ý ở đây, thì xin mời anh Trung. Vâng, tiếp theo thì cũng đề cập ở trên là cái phần ngành nhựa đường, thì có doanh nghiệp niêm yết duy nhất ở Việt Nam mình đó chính là PLC. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng là cái doanh thu của mảng nhựa đường PLC so với tổng đầu tư hạ tầng của Việt Nam trong cùng kỳ, thì cứ thời điểm nào mà Việt Nam mình giải ngân đầu tư công, vốn đầu tư công dành cho các dự án cơ sở hạ tầng ở mức cao, thì doanh thu của PLC cũng gần như là đạt cái mức tương ứng, tức là nó cũng tăng trưởng theo cái đà tăng của giải ngân về cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó thì một yếu tố hỗ trợ cho PLC đó chính là cái vấn đề giá dầu. Giá dầu là cái sản phẩm nguyên liệu đầu vào đa của hầu hết các cái sản phẩm của PLC về các mảng như nhựa đường, hóa chất hay là cái dầu mỡ nhờn. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng trong quá khứ khi mức giá dầu ở mức thấp thì cũng hỗ trợ phần nào biên lợi nhuận của PLC. Thì ở trên đây thì quay về mảng nhựa đường là cái mảng chính ở trong cái chủ đề đầu tư công chúng ta, thì PLC sở hữu cái hệ thống tổng kho là 7 kho trải dài khắp bờ biển ở Việt Nam. Thì theo tôi đánh giá đây là một cái lợi thế cực kỳ lớn của doanh nghiệp. Do như đã đề cập ở trên thì cái lợi thế của ngành vật liệu xây dựng đó chính là vị trí, doanh nghiệp nào mà có cái vị trí tốt, vận chuyển nhanh và rẻ đến các cái dự án thì sẽ được lợi thế. Và PLC thì sở hữu 7 kho này thì trải dài cả nước. Do vậy nó sẽ có cái lợi thế khi phân phối cho tất cả các dự án thuộc cao tốc Bắc Nam cũng như cơ sở hạ tầng. Còn về trong về ngành thì khá là tập trung về thị phần, thì PLC hiện đang nắm giữ khoảng 30% trong năm 2019. Còn lại là doanh nghiệp ADECO là doanh nghiệp con của TIPCO Thái Lan thì khoảng 2% thị phần, và một doanh nghiệp nội là ICT nữa thì khoảng 15-20%. Thì theo đánh giá của chúng tôi cũng như PC của cung cấp rằng là họ cũng các đối thủ này cũng sẽ không phải là đối thủ, không phải là mối quan tâm quá lớn của PLC khi PLC đã sở hữu các cái sản phẩm, đầy đủ các sản phẩm có thể cung cấp cho các dự án khó nhất của ngành cơ sở hạ tầng như là sân bay hay là cao tốc. Bên cạnh đó thì PLC có một lợi thế cực lớn, nó là công ty con của tập đoàn Petrolimex và sở hữu cái mối quan hệ tốt với các doanh nghiệp nhà nước, và sẽ có lợi thế khi được cung cấp các sản phẩm nhựa đường của mình dành cho các cơ sở hạ tầng. Còn về định giá cổ phiếu PLC thì hiện tại thì PLC đang giao dịch ở mức P/E trailing là khoảng trên 12 lần, 12,8 lần, là mức gần như là cao nhất trong lịch sử của doanh nghiệp. Tuy nhiên chúng ta có thể lưu ý rằng là năm 2021 thì doanh nghiệp sẽ tăng trưởng đâu đó khoảng 40-50%, thì sẽ giúp cho cái mức định giá lại ở mức tốt hơn. Và một điều nữa là hiện tại cái mức định giá này thì PLC đang giao dịch ở cái mức cao, tuy nhiên cái thanh khoản của doanh nghiệp so với các giai đoạn trước thì cũng đang ở mức tốt hơn rất là nhiều. Do vậy rằng tôi đánh giá rằng cái mức giá này của PLC sẽ hợp lý, và lưu ý rằng là cái điểm rơi lợi nhuận của doanh nghiệp thì sẽ đến vào năm 2021-2022, tức là cái giai đoạn cuối của các dự án đầu tư công và cao tốc Bắc Nam đợt này, thì hy vọng rằng lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng trưởng mạnh trong 2 năm tới. Ok. Vậy thì về cái ngành này hay là cổ phiếu này thì anh Phục và anh Tuấn có đánh giá gì về triển vọng trong tương lai hiện tại hay là rủi ro gì trong ngành này không? Anh Phục.
Vâng, về kết quả kinh doanh của PLC thì tuy chúng ta thấy PE hiện tại sấp xỉ khoảng 13 lần đúng không? Nhưng mà do kỳ vọng từ 2021-2022 lợi nhuận của doanh nghiệp này có thể tăng tốt. Thì tôi nghĩ rằng là doanh nghiệp này nếu mà đợt này giải ngân đầu tư công thuận lợi thì lợi nhuận hoàn toàn nó có thể thực sự là hoàn toàn có thể tăng gấp đôi lần so với cái năm 2019 ấy. Tức là năm 2019 đạt 145 tỷ. Thì đến 2021-2022 hoàn toàn có thể tăng gấp 2 lần. Tuy ra khi đó thì PE trung bình đâu đó nó khoảng độ 7 lần. Nhưng mà tôi cũng lưu ý rằng thì đấy là cái lợi nhuận đột biến do đầu tư công sẽ rất là mạnh thôi. Còn sau khi đầu tư công thì có thể nó sẽ điều chỉnh lại. Thì cái câu chuyện đối với PLC ấy, thì rõ ràng đó là một cái câu chuyện chúng ta đầu tư theo cái sóng đầu tư công, chứ cũng không hẳn là cái việc là nắm giữ lâu dài rất tốt. Bởi vì ngoài việc cái phân tích về kết quả kinh doanh, khi phân tích cái về cái cơ cấu tài sản nguồn vốn ấy, có thể đấy của PLC về cơ cấu nguồn vốn là cũng tương đối rủi ro một chút đấy, khi nợ vay của doanh nghiệp này rất lớn, đúng không? Làm ăn kinh doanh có lợi nhuận thật nhưng mà doanh nghiệp này để bị chiếm dụng vốn cũng rất nhiều. Thế thành ra chúng ta cần phải lưu ý với PLC, tức là cơ hội về tăng trưởng lợi nhuận vẫn còn, nhưng đồng thời với đó nếu về lâu dài sẽ có rủi ro liên quan đến việc là kết quả kinh doanh có thể bị hạ do đầu tư công nó qua đi chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rõ ràng nếu nhìn kết quả kinh doanh năm 2015 của PLC còn được những 328 tỷ lợi nhuận sau thuế cơ. Okay. Nhưng mà từ 2016 đổ đi là đầu tư công có giảm đi, đặc biệt là lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Khi đó thì bây giờ lợi nhuận của năm 2019 còn có 145 tỷ. Thì đấy, thì đây là điển hình của một doanh nghiệp có chu kỳ rất mạnh. Thì thành ra chúng ta phải lưu ý một điều như thế, rủi ro là luôn thường trực là có đó. Thì đấy là trao đổi thêm của tôi về PLC. Về PLC thì tôi không chưa hiểu câu chuyện, bởi vì không nghiên cứu kỹ về ngành ấy, chưa tìm hiểu kỹ câu chuyện. Tuy nhiên thì cũng nhìn báo cáo tài chính thì là một cổ phiếu tôi không thích lắm. Ở chỗ là ví dụ chúng ta có thể nhìn thấy doanh số tính trên đầu người nhé, là năm 2015 là doanh số của họ là được 447 triệu trên một đầu người. Nhưng bây giờ cái doanh số của họ trên đầu người chỉ 497 triệu, tức là cái độ hiệu quả nó kém đi rất nhiều. Mặc dù cái doanh thu của họ có tăng nhé, nhưng mà cái số lượng nhân sự họ còn tăng khủng khiếp hơn là một. Thứ hai nữa là mình nhìn cái biên lợi nhuận dòng của họ ấy, biên lợi nhuận của họ ấy, cũng giảm rất là mạnh. Ví dụ cái tỷ suất này, tỷ suất lợi nhuận gộp của họ là giảm từ 18% 2015 về còn 13% 2019. Mà câu chuyện anh Trung nói là cái giai đoạn mà 2015 là giai đoạn mà giá dầu giảm rất là mạnh nhé. Tuy vậy thì họ hình như là không được hưởng lại một cái gì từ cái việc giá dầu giảm. Thứ hai là biên lợi nhuận thuần cũng giảm. Và ngoài ra những câu chuyện về cấu trúc vốn, họ bị chiếm dụng vốn rất nhiều ấy, thì cũng là một điểm mà tôi thấy ở góc độ tài chính, thuần tài chính thôi. Bởi vì về vấn đề kinh doanh thì tôi chưa hiểu rõ lắm, nhưng ở góc độ thuần tài chính thì tôi thấy nó hơi bị rủi ro. Đấy là quan điểm của tôi. Okay, vậy thì em có bổ sung một chút về đồng quan điểm hai anh về báo cáo tài chính của PLC. Nó có vấn đề có thể không được lành mạnh và khỏe cho lắm. Tuy nhiên là nếu mà mình có thể nhìn một cách tích cực hơn trong năm nay, là ví dụ như anh Phục có nói rằng cái vấn đề nợ của PLC nó có rủi ro là lớn, và trong tương lai mà các dự án đầu tư công mà nó được trúng để cung cấp cho sản phẩm này, sản phẩm điện đường nữa, thì khả năng là cái mức nợ này còn tăng cao. Tuy nhiên rằng là đấy là em nghĩ là đấy là đặc thù, và cái ngành xây lắp hạ tầng để thu hồi vốn được nó khá là lâu. Bên cạnh đó là trong năm nay chúng ta có một lợi thế rằng là cái áp lực giải ngân vốn đầu tư công sẽ hỗ trợ phần nào cái vấn đề nhà nước sẽ giải ngân sớm các cái dự án này, sớm các cái mức chi phí này cho các nhà đầu tư, thì hy vọng rằng cái vòng quay vốn của PLC cũng sẽ được cải thiện. Vậy thì trong về cái ngành này hay là cổ phiếu này thì anh Phục và bạn Trung có đồng quan điểm là sẽ có cơ hội, tuy nhiên là có rủi ro. Tuy nhiên là có rủi ro nếu như mà sau cái sóng đầu tư công. Đúng rồi. Còn anh Tuấn thì không yêu thích cái cổ phiếu này lắm. Okay. Vậy chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Xin mời anh Trung. Về cổ phiếu C4. Cổ phiếu này có vẻ rất hot đây đúng không? Thì gần đây như chúng ta thấy là hôm nay trên báo chí có đề cập rằng là cái ngày 30 tháng 9 tới đây thì Bộ sẽ bắt đầu cho khởi công những gói thầu đầu tiên của 3 dự án mà được chuyển đổi từ hình thức PPP sang đầu tư công.
thì nhưng chúng ta vẫn chưa biết được là ai sẽ là người khởi công các gói thầu này và đơn vị nào sẽ được trúng thầu. Thì chỉ còn 2 ngày nữa thôi và sắp tới đây thì các cái đơn vị được tham gia xây dựng các gói thầu này sẽ được công bố. Và C4G là một trong hai doanh nghiệp niêm yết mà tham gia nhiều gói thầu nhất, bên cạnh VCG là xuất nhập khẩu Việt Nam, xây dựng xuất nhập khẩu Việt Nam. Thì trong 13 gói thầu thì C4G tham gia liên danh với tại 5 gói thầu, và chúng tôi kỳ vọng rằng là doanh nghiệp sẽ thành công và trúng khoảng một, tối thiểu là một, và trong cái kịch bản khả quan là sẽ có khả năng trúng được 2 gói thầu. Thì điều này sẽ hỗ trợ tích cực cho cái giá trị backlog của doanh nghiệp trong 3 năm tới. Và chúng ta có thể nhìn thấy các quy mô của các gói thầu cao tốc Bắc Nam thì khá là lớn, và một cái doanh thu về mảng xây lắp của C4G trong năm 2019 chỉ là 1.500 tỷ thôi. Do vậy là các gói thầu này là cái quy mô là nó tương đương với 1,5 đến 2 năm cái công ăn việc làm của C4G trong năm ngoái. Do vậy rằng khi thành công của các gói thầu này thì sẽ tạo công ăn việc làm đáng kể. Đây là vấn đề quan trọng trong ngành xây lắp trong thời điểm mà ngành đang có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại trong 2 năm gần đây. Và chúng tôi tại sao chúng tôi lại có quan điểm rằng C4G sẽ có khả năng trúng này thì theo tôi biết thì doanh nghiệp cũng đã có các bước chuẩn bị khá là tích cực. Ví dụ như là các dự án này yêu cầu rằng doanh nghiệp khi tham gia đấu thầu sẽ có các nguồn vốn đối ứng để sẵn sàng thi công, tức là gửi không như ngày xưa là tay không bắt giặc. Bây giờ các doanh nghiệp muốn tham gia các gói thầu này thì phải là gửi một khoản tiền tương đương với khoảng là theo tôi biết là 15-20% giá trị gói thầu ở ngân hàng, và chỉ được sử dụng cho cái vấn đề là thi công cao tốc ấy thôi. Thì C4G cũng đã rất tích cực chuẩn bị một lượng tiền để tham gia các gói thầu này. Tiêu biểu như là tháng 6 vừa qua cũng kết hợp VnDirect để phát hành gói trái phiếu 200 tỷ để chuẩn bị cho cái vấn đề về nguồn vốn có thể tham gia. Còn về đấy là vấn đề tài chính. Còn về vấn đề kỹ thuật xây lắp thì C4 đã và đang tham gia rất nhiều các cái gói thầu quy mô lớn và khó, các dự án khó ở Việt Nam như là tuyến metro này, hầm chui, cầu cạn. C4G hiện tại đang làm và một vài dự án ở đây đang vừa tiến độ như là cái vành đai ba mới đây thì sẽ mùng 10 tháng 10 đây sẽ thông tuyến và sớm hơn dự kiến là 2 tháng. Tức là C4G có hoàn toàn có đủ khả năng về mặt kỹ thuật và đang chuẩn bị tốt về mặt tài chính, vốn là cái rủi ro của doanh nghiệp trong ngắn hạn. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng doanh nghiệp hoàn toàn có thể sẽ trúng được tối thiểu một, và trong trường hợp khả quan là trúng được 2 gói thầu. Và như đã đề cập ở trên thì nó sẽ là một động lực tăng trưởng cho các kinh doanh của doanh nghiệp trong các năm tiếp theo. Còn về rủi ro thì C4G cũng tham gia các cái dự án về BOT, vốn là cái vấn đề khá là nóng trong dư luận hiện nay. Thì các dự án này hiện tại thì C4G đang vận hành 4 BOT, chỉ có một dự án là 4 BOT. Thì 3 dự án ngoài cái dự án BOT Nam Bến Thủy thì các dự án còn lại thì có cái dòng tiền rủi ro khá là lớn, sẽ rủi ro khá lớn. Do vậy rằng đây cái rủi ro ngắn hạn của doanh nghiệp về cái vấn đề tài chính. Trong nhóm này thì tôi đặc biệt yêu thích về cổ phiếu C4G và xin trình bày các luận điểm đầu tư về doanh nghiệp là như vậy. Đây là cổ phiếu khá là hot, thì anh Phục và anh Tuấn có quan điểm gì về cổ phiếu này không? Mời anh Tuấn. Vì thực ra là cái ngành xây lắp ấy là một ngành nó tính chu kỳ rất là cao, và những thông tin của doanh nghiệp ấy thường là, vì tôi là không đầu tư, không có đủ thông tin nội bộ ấy, không đủ thông tin trong, và tôi cũng không đủ khả năng phân tích ấy. Nên những ngành này thường là nó nằm ngoài vòng tròn năng lực của Tuấn. Chính vì vậy rằng là không có ý kiến gì về ngành này. Nên tôi thì do cổ phiếu này thì tôi cũng ít theo dõi, thì thành ra là cũng không có đánh giá gì về cổ phiếu này cả. Như vậy thì chúng ta cũng đã đi khoảng gần một tiếng để trao đổi về ngành xây dựng và vật liệu xây dựng. Và các chuyên gia thì cũng được anh Trung cũng đưa ra một vài những cổ phiếu khác nổi bật của từng ngành. Vậy ngoài ra thì anh Tuấn và anh Phục có thêm những cái cổ phiếu nào nữa đáng chú ý cho quý nhà đầu tư có thể tham khảo? Thì xin mời anh Tuấn.
Hà Tiên là một cổ phiếu mà tôi khá là ưa thích ở chỗ như này. Trong cái giai đoạn ngành này thì có một cái giai đoạn là giai đoạn từ 2012 đến khoảng 2010, xin phép chờ một tí để nhìn lại. Giai đoạn từ 2012 đến tầm khoảng 2016 ấy. Đấy, giai đoạn mà ngành phim ăn của mình phát triển rất là rực rỡ. Nhưng mà ngược lại cái giai đoạn mà từ 2016 đến khoảng 2018 ấy, là cái ngành này bị dư cung. Sau đó, sau giai đoạn bị dư cung đấy thì hầu hết các ngành, việc mà cạnh tranh trong ngành rất là gay gắt và khiến cho một loạt các công ty bị out khỏi thị trường. Cùng lúc đó, giai đoạn từ 2018 trở đi có một cái catalyst này khá là lớn, mọi người cần có thể tham khảo. Đó là lúc đó ở bên Trung Quốc họ quyết định là cắt giảm 3% số lượng các nhà máy nguồn cung tại khu vực miền Nam Trung Quốc. Lấy đơn giản là khu đó họ sẽ cắt giảm khoảng 300 triệu tấn. Mà để là một phép so sánh nhỏ thôi, là tổng tiêu thụ của Việt Nam, ví dụ như năm 2019 chỉ có 6-7 triệu tấn, đâu đó tức là khoảng 70 triệu tấn. Thì điều đấy có nghĩa rằng là cái việc mà cắt giảm ở Trung Quốc chỉ cần một phần nhỏ, rất nhỏ thôi, nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc cạnh tranh tại Việt Nam. Và chính vì khi việc cắt giảm nguồn cung tại Trung Quốc ấy, khiến cho nhiều nhà máy tại khu vực miền Bắc Việt Nam ấy bắt đầu chuyển clinker hoặc là xi măng sang xuất khẩu sang Trung Quốc. Chính vì điều đó làm cho việc cạnh tranh trong miền Nam nó bớt căng thẳng đi. Và Hà Tiên là một doanh nghiệp được hưởng lợi rất là lớn trong cái thời điểm đó. Khi mà Hà Tiên cái thị phần toàn quốc của họ được khoảng 10% và họ chiếm 3% thị phần tại miền Nam. Thì năm 2019 thị phần của họ tăng 30% và cái sản lượng của họ tăng trưởng 5,8% trong điều kiện toàn ngành giảm khoảng 3%. Tức là thị trường thì giảm 3% nhưng mà cái sản lượng và thị phần của họ lại tăng. Điều đó chứng tỏ cho thấy rằng là trong cái điều kiện khó khăn nhất họ vẫn tăng được trưởng thị phần. Thì khi mà đầu tư công mà quay trở lại trong cái giai đoạn mà năm nay này, thì tôi tin rằng là Hà Tiên sẽ có một cú bứt rất là mạnh. Tuy vậy thì chúng ta cần phải nhìn thêm một điểm nữa nhé, là nếu như thép là một ngành tăng trưởng, bởi vì cái cung của Việt Nam và cái cầu Việt Nam ấy nó vẫn chưa gặp nhau, cung của Việt Nam vẫn đang thấp hơn cầu. Nhưng mà ngành xi măng này thì cái cung của họ qua cái điểm bão hòa rồi, nên cái việc mà tăng giá lại của Hà Tiên này nó là một câu chuyện mà back to the mean, tức là quay lại trung bình đó. Nên chúng ta sẽ chỉ kỳ vọng được rằng là khi mà câu chuyện đầu tư công này qua đi ấy, thì Hà Tiên sẽ quay về mức normalize, đâu đó trung bình. Thì cái giai đoạn mà downside của Hà Tiên, tức là giai đoạn từ 2016 đến 2018 ấy, thì PE trung bình của họ là khoảng 8 lần. Và bây giờ đang xung quanh 8 lần rồi. Tuy vậy sắp tới họ chia cổ tức là 1.200 đồng. Điều đó có nghĩa rằng là PE của họ tự nhiên thì chỉ còn khoảng 7, mấy lần thôi, tức là lại trở nên thành rất là rẻ. Mùng 7 tháng 10 này chia cổ tức đấy, chia cổ tức 1.200 đồng, 7,1-7,2 lần thôi. Đúng rồi. Và thứ hai nữa là nếu như chúng ta tính PE trung bình trong khoảng 4 năm, từ giai đoạn từ 2014 đến tận 2019 cơ, tức là 5-6 năm ấy, thì PE trung bình của Hà Tiên là 9,5 lần. Và chúng ta hoàn toàn kỳ vọng khi mà thị trường bắt đầu hồi phục này thì lợi nhuận sau thuế của Hà Tiên tăng này, rồi PE của họ lại quay về 8,5-9,5 lần, thì tự nhiên là cái mức lợi suất tại mua tại thời điểm này rất là tốt. Đó. Và một điểm nữa rất là hay của Hà Tiên là họ đã áp dụng những cái công nghệ mới như kiểu xử lý tro này, thuốc đốt bằng than điều này, hạt điều ấy. Tức là những cái công nghệ xanh mới cộng thêm việc mà giá than và dồi dào thì khiến cho cái biên lợi nhuận họ tăng rất là mạnh. Thì đấy là những đặc điểm mà tôi tin rằng là trong một năm tới là mức tăng giá của Hà Tiên sẽ khá là tốt. Anh Tuấn đã rất yêu thích cái cổ phiếu Hà Tiên này nên tìm hiểu rất là sâu. Vậy thì anh Phục và anh Trung thì có đánh giá gì về cổ phiếu Hà Tiên? Tôi cũng rất là đồng quan điểm với anh Tuấn về cái cổ phiếu Hà Tiên này. Nhất là định giá cổ phiếu này khá hấp dẫn, đúng không ạ? Khá hấp dẫn ở chỗ là 6 tháng đầu năm tuy tiêu thụ giảm nhưng mà lợi nhuận của nó vẫn duy trì bằng năm trước thôi. Nguyên nhân do một là giá bán của nó còn tăng, đúng không ạ? Thứ hai là nguyên liệu đầu vào các thứ thì nó cũng giảm, đúng không? Ví dụ giá than rồi này kia nó cũng hỗ trợ một phần, rồi là công ty này cũng tiết giảm chi phí, đúng không? Mỗi năm tiết kiệm đó. Thế này lợi nhuận nó vẫn duy trì, rồi ngoài ra thì nợ vay của công ty này đang giảm dần, thì nó cũng làm giảm chi phí tài chính. Đúng. Tài chính của công ty này bây giờ rất lành mạnh, rất lành mạnh. Thì với cái việc là như anh Trung vừa cung cấp ấy,
thì tiêu thụ xi măng rõ ràng là từ tháng 8 là đã có cái dấu hiệu tăng trở lại thì bao gồm là việc tăng trở lại từ nếu tiêu thụ trong nước thì như vẫn giữ nguyên đúng không? Vâng. À, có tăng giữ nguyên tăng. Nhưng mà cái xuất khẩu thì lại tăng rất mạnh đúng không? Và cái xu hướng này nó bắt đầu là đảo ngược từ tháng 8 này thì rất là kỳ vọng ở cái thì tôi có cập nhật số liệu tiêu thụ của Hà Tiên 1 trong tháng 8 là đạt 580.000 tấn thì cũng tương đương với năm ngoái, tức là nó đã quay trở lại tới mức giảm ở những tháng trước rồi. Thì chúng tôi cũng kỳ vọng là từ cuối năm thì sản lượng sẽ tăng và giá bán của nó vẫn duy trì ở mức tốt. Thế thành ra là lợi nhuận thì tôi cũng kỳ vọng là năm nay có khả năng tăng trưởng từ 5-15% so với năm ngoái. Khoảng 5-10% thì có vẻ là chắc hơn. Thì như vậy là định giá sau khi trả cổ tức thì PE thậm chí forward cho năm nay nó giảm xuống dưới 7 lần cơ. Khoảng 6.7-6.8 này thì là một cổ phiếu hấp dẫn. Đúng không ạ? Ngoài ra cái suất cổ tức như anh Tuấn đưa ra đấy, thì 12% bằng tiền đúng không ạ? Cũng đạt được khoảng độ 8%. Đúng không ạ? Trong cái điều kiện lãi suất thấp như thế này. Đúng không? Mà đạt được 8% mà lại có tiềm năng tăng trưởng nhờ đầu tư công. Thì rõ ràng đây là một cổ phiếu rất là đáng quan tâm. Thì đấy là chia sẻ tôi. Anh Trung có ý kiến gì về này không? Có trao đổi chia sẻ gì thêm không? Nếu mà về quan điểm cá nhân của em thì em vẫn giữ cái mức gọi là trung tính so với ngành của ngành xi măng. Thì cũng như quan điểm ở phần trên quá trình bày thì ngành xi măng sẽ được hưởng lợi ở mức độ thấp hơn so với hai ngành kia. Và các giá cổ phiếu của các doanh nghiệp trong ngành cũng đã tăng ở mức khá. Mặc dù như anh Tuấn cũng đã trình bày thì nó đang ở mức khá là hợp lý thôi. Và cái dividend yield của doanh nghiệp công nhận là khá là hấp dẫn, ở khoảng 8% là khá là hấp dẫn. Tuy nhiên rằng thêm được biết thì Hà Tiên thì cái khả năng mà về tăng trưởng về sản lượng của họ nó cũng không được nhiều nữa. Tức là nó cũng gần như là chạm vào cái điểm phun sản lượng công suất rồi. Do vậy là cái khả năng tăng trưởng mạnh về sản lượng là thấp. Còn mình có thể kỳ vọng rằng là cái làn sóng đầu tư công này đến và sẽ hỗ trợ cho cái phần giá bán của doanh nghiệp nó sẽ được ở mức tốt hơn thôi. Nên do vậy là cái quan điểm của em nó khá trung tính vì ngành này nó đang dư cung khá nhiều và phụ thuộc khá nhiều vào các cái thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc. Đấy nên là bản thân thì cũng thấy trung tính với cái cổ phiếu Hà Tiên 1 cũng như ngành xi măng. Vậy thì chúng ta cũng đã, các panelist cũng trao đổi hơn một tiếng đồng hồ thì cũng thấy được là tổng quan của ngành xây dựng và vật liệu xây dựng còn rất là hấp dẫn và có cơ hội để cho những các nhà đầu tư có thể có thêm cơ hội đầu tư. Và bây giờ thì chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ đi và trả lời những câu hỏi mà quý nhà đầu tư có đặt về cho chương trình. Quý nhà đầu tư có đưa câu hỏi đấy là: xin các diễn giả cho nhận định về tình hình của CTD, định giá và tiềm năng sắp tới ra sao khi doanh nghiệp đang thay máu. CTD đúng không? Thì cổ phiếu CTD này thì tôi cũng có theo dõi qua cái giai đoạn gần đây. Thì trước tiên là về, tôi nói thôi thuần về tình hình định giá các thứ đã, rồi sau đó tôi sẽ trao đổi về các yếu tố về rủi ro cơ hội sau ạ. Đúng không? Trước tiên là về định giá thì với cái book value lên đến khoảng độ gần 110.000, 108.000 và giá cổ phiếu hiện nay là khoảng độ 69.000, đúng không? 69.000. Thì cái PB của cái cổ phiếu này khoảng độ 0,6 lần. Đó. Nếu với mức PB bằng 0,6 lần với một cổ phiếu gọi là số 1 cái ngành xây dựng Việt Nam ấy thì tôi cho rằng là cũng khá hấp dẫn. Đặc biệt là cái book value của cái giá trị sổ sách của cái cổ phiếu này ấy, thì chúng ta thấy rằng cái lượng tiền mặt trên một cổ phiếu khoảng độ 45-50.000 đồng một cổ phiếu cơ. Thì nhìn về góc độ đơn giản như thế thì cổ phiếu này chúng tôi đánh giá rất là hấp dẫn. Đặc biệt là trong tương lai nếu mà doanh nghiệp này vẫn duy trì được vị thế thì sẽ là rất hấp dẫn. Ngoài ra thì cổ tức tiền mặt của doanh nghiệp này cũng rất tốt. Tuy nhiên thì cũng phải lưu ý một điều là cái rủi ro đối với cổ phiếu này thì vẫn chưa hết. Đó là liên quan đến nội bộ công ty. Thì vừa rồi chúng ta có thể thấy là ở trong đại hội đồng cổ đông thì chủ tịch Dương có lên xin lỗi cổ đông vì những cái liên quan đến nội bộ khiến cho cái doanh nghiệp đi xuống. Tuy nhiên là cái việc đó thì tôi cũng chưa dám chắc được 100% là về cơ bản nội bộ họ đã đoàn kết được hay chưa. Bởi vì gần đây thì bên cổ đông Custo bên ý thì chiếm áp đảo hoàn toàn trong cái hội đồng quản trị cũng như ban điều hành. Thì hiện nay về bên phía đối trọng như ngày trước ấy, có chủ tịch Dương chẳng hạn, thì bây giờ tổng giám đốc thì đã nghỉ đúng không ạ? Rồi một số cái đồng minh thì cũng đã nghỉ rồi.
Đó, còn bác Dương thì có tín hiệu tốt là bác ấy đã về cơ bản là bác đã từ nhiệm cái thành viên hội đồng quản trị của Vinamilk rồi một số bên để có thể tập trung vào kinh doanh hơn. Thì cái việc này nếu mà họ giải quyết ổn thỏa và cổ phiếu Cotecon vẫn duy trì vị thế là nhà thầu xây dựng, tổng thầu xây dựng lớn nhất Việt Nam, thì với mức giá này sẽ rất rẻ, rất hấp dẫn đối với cổ phiếu này. Tuy vậy thì như tôi đã nói ra đấy, có phần rủi ro liên quan đến việc là chưa xong cái vấn đề này, vấn đề liên quan nội bộ này, thì chúng ta cũng cần phải lưu ý như thế. Còn nếu mà vấn đề nội bộ nó vẫn tiếp tục diễn ra mâu thuẫn gay gắt chẳng hạn, thì giá này cũng không phải là rẻ đâu ạ. Bởi vì kết quả kinh doanh nó có thể kéo xuống rất là sâu. Đấy, thì đấy là quý vị và các bạn nếu quan tâm đến cổ phiếu Cotecon thì cần phải lưu ý những vấn đề như vậy. Câu hỏi thứ hai mà quý nhà đầu tư có gửi về đó là cổ phiếu HT1 và C32 có ổn không các anh? Ok, thì em trả lời, xin trả lời câu này. Thì như cổ phiếu HT1 thì anh Tuấn cũng đã trình bày khá kỹ rồi. Thì còn về cổ phiếu C32 thì như trong năm nay chúng ta có cái gọi là chủ đề đầu tư là đầu tư công, thì C32 có cái mảng gọi là mảng đá xây dựng, là như đã đánh giá là nó là một trong những mảng được hưởng lợi chính. Tuy nhiên doanh nghiệp thì lại khó thể nằm trong số đó, bởi vì rằng là cái nguồn thu chính của C32 ở các mảng đá thì là đến từ mỏ Tân Đông Hiệp. Thì mỏ này đã hết hạn từ tháng 12 năm 2019, và hiện tại thì doanh nghiệp đang được trong giai đoạn là hoàn nguyên mỏ trong khoảng 1 năm rưỡi đến 2 năm, và sẽ duy trì cái sản lượng ở mức khoảng 70-80% so với năm 2019. Tức là chúng ta có thể doanh nghiệp sẽ miss khỏi cái con sóng đầu tư công trong 2 năm tới. Còn về cái vấn đề là bù đắp sản lượng cho cái mảng thiếu hụt của mỏ Tân Đông Hiệp, thì C32 hiện đang có doanh nghiệp công ty liên kết đó là MDG Miền Đông. Thì doanh nghiệp này đang sở hữu cái mỏ đá Tân Mỹ, điều đó là được khai thác 40 hectare và sản lượng là khoảng trên 1 triệu, thì có thể bù đắp được phần nào cái mảng thiếu hụt của Tân Đông Hiệp. Nhưng mà đây cũng chỉ là gọi là liên kết hai doanh nghiệp thôi, và C32 thì sẽ ghi nhận cái mảng đá sẽ bị giảm. Và theo mình biết rằng cái của doanh nghiệp rằng sẽ xin thêm các mỏ đá mới. Tuy nhiên cái vấn đề này thì hiện tại đã được đề cập trong đại cổ đông cách đây 2 năm rồi, và hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì khá là sáng sủa. Và cũng lưu ý rằng là cái mỏ đá mới của C32 muốn xin thì đang ở khu Bình Phước, vốn là khu vực không phải là cái cao điểm hay là vị trí thuận lợi để cung cấp đá cho khu vực đồng bằng sông Long, khu vực Đông Nam Bộ, như ở mỏ đá ở các khu vực Bình Dương hay Đồng Nai. Đấy, tức là cái mảng đá của C32 thì nhiều khả năng cũng không được hưởng lợi quá lớn, do cái công suất của doanh nghiệp cũng chỉ được đến như thế thôi. Vâng, thì mỏ đá Tân Đông Hiệp thì như anh có đưa ra đó là nó liên quan đến vấn đề thời hạn khai thác đúng không ạ? Nó đã hết hạn từ năm 2019 và không được gia hạn nữa. Thì hiện nay thì doanh nghiệp về cơ bản là họ sẽ gọi là lạo vét lại những cái đá mà những năm trước khai thác mà chưa bán hết, để có thể bán thì nó cũng chỉ đạt khoảng độ 60-80% so với trước thôi. Mà rõ ràng mỏ đá Tân Đông Hiệp là một mỏ đá rất tốt, phải nói là mỏ đá rất tốt, rất gần các cái vị trí xây dựng và chất lượng đá rất cao. Còn cái mỏ đá liên quan đến công ty liên kết là công ty Miền Đông đúng không ạ? Thì thực sự mỏ đá này thì chúng tôi cũng không đánh giá quá cao lắm, bởi vì cái hiệu quả khai thác mỏ đá này nó sẽ không quá lớn. Còn trong khi nếu mà xin khai thác các mỏ đá khác thì nó rất xa là thứ nhất. Thứ hai là bây giờ sau những năm vừa rồi rất là hot về khoáng sản, thì bây giờ mà để mà xin được một mỏ đá thì chi phí nó rất lớn, rất lớn đúng không ạ? Thế thành ra về cơ bản là cái cổ phiếu C32 về mặt định giá thì nó cũng tương đối rẻ, nhưng mà về triển vọng tăng trưởng là rất là khó, thậm chí là có thể giảm trong vài năm tới đúng không ạ? Thế thành ra là quý vị và các bạn mà đầu tư theo dạng cổ phiếu mà kỳ vọng tăng trưởng tốt thì không nên. Còn nếu mà đầu tư theo dạng mà để ăn cổ tức chẳng hạn, thì doanh nghiệp này hoàn toàn họ có thể duy trì được 2.400 đồng cổ tức một năm. Thì khi đó thì giá cổ phiếu chúng tôi cho rằng hợp lý, thì tùy vào việc yêu cầu xuất cổ tức của quý vị này. Nếu quý vị yêu cầu xuất cổ tức phải là 12% một năm thì giá nó khoảng 20 là mua hợp lý, đúng không? Còn nếu yêu cầu 10% thì giá hợp lý khoảng độ 24.000 đồng. Thì đấy là về cái cổ phiếu C3. Cảm ơn anh Phục và anh Trung. Câu hỏi thứ ba của nhà đầu tư có gửi về đó là cổ phiếu DHA có còn cơ hội không ạ? Thì DHA nó có mấy mỏ đá, nó nằm ở khu vực gần sân bay Long Thành. Thì đương nhiên rằng là nó có nhiều cơ hội và cái thời gian của nó còn tốt hơn rất nhiều so với C32.
Ngày xưa khi mà Tuấn có ngồi phân tích về ngành đá xây dựng ấy, thì lúc đấy C32, tức là câu chuyện mà gia hạn mỏ đá ấy, nó từ 2016-2017 cơ. Tức là năm nào tôi cũng gia hạn một năm, cứ liên tục như thế. Thì câu chuyện C32 ngày xưa là cái độ sâu của họ, cái độ sâu mà cái gần như cái ao ấy, cứ mưa cái lập tức là nó như một cái ao luôn, người ta phải mất công hút ra. Thì Đào Hoa An thì được một cái lợi thế là họ sẽ tốt hơn rất nhiều. Cái chỗ nó như thế nên thành ra là về cơ bản khi mà Long Thành đi vào hoạt động ấy thì tôi tin rằng là Đào Hoa An sẽ còn rất nhiều cơ hội. Đó. Câu hỏi thứ ba nhà đầu tư gửi về đó là đầu tư cổ phiếu KSB cần lưu ý gì không ạ? Vâng, thì theo chúng ta có thể thấy rằng KSB thì vị thế thì rất là tốt rồi. Sản lượng khai thác, công suất khai thác thì khá là cao. Họ đã có một thông tin rằng là họ đang muốn thâu tóm cái doanh nghiệp là VLB. Thì doanh nghiệp này thì sản lượng, cái công suất khai thác cấp phép nó cũng khá là cao, gần như gọi là gấp đôi công suất của KSB nếu KSB thành công trong thương vụ này. Và trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp cũng đề cập đến cái khoản gọi là ủy thác đầu tư. Thì doanh nghiệp có công bố rằng đây là cái khoản để dành cho thâu tóm một doanh nghiệp, nhiều khả năng là VLB. Tuy nhiên rằng là chúng ta cũng chưa thể nắm rõ rằng là cụ thể trong đó là cái vấn đề doanh nghiệp sử dụng khoản tiền này như thế nào. Và bên cạnh đó nữa là KSB thì cái vấn đề quản trị doanh nghiệp thì vốn là cái vấn đề nóng của doanh nghiệp trong thời điểm mà họ niêm yết rồi. Do vậy rằng em nghĩ đây là cái rủi ro khá lớn của doanh nghiệp. Còn nếu mà để ý về kỹ về báo cáo tài chính thì chúng ta phải thấy rằng là trong kể từ năm 2017-2018 trở đây thì cái báo cáo tài chính tổng tài sản của KSB nó bị vống lên khá là nhiều so với các giai đoạn trước, và các khoản phải thu phải trả nó cũng tăng tương ứng, và tức là cái độ minh bạch của doanh nghiệp nó không được cao như các giai đoạn trước. Thì theo mình đây là cái rủi ro lớn nhất của doanh nghiệp về vấn đề quản trị doanh nghiệp. Còn vị thế của doanh nghiệp trong ngành thì rất là tuyệt vời, tài sản khá là tốt. Vâng, cũng đồng quan điểm với anh Trung về cái KSB là như vậy. Thì về cái hưởng lợi trong lĩnh vực đá thì KSB là hưởng lợi nhất. Số 1. Đúng không? Hưởng lợi nhất, tốt nhất thì về kết quả kinh doanh có thể mang lại rất tốt. Tuy nhiên chúng ta nhìn nhận hai vấn đề. Vấn đề đầu tiên như anh Trung đưa ra đó là các khoản phải thu của ông KSB này lên đến gần 2.400 tỷ, 2.380 tỷ. Trong khi vốn chủ của nó đâu đó có 1.425 tỷ để vốn chủ. Mà doanh thu hàng năm đây, doanh thu chúng ta thấy là doanh thu năm 2019 là 1.315 tỷ. Tức là khoản phải thu nó gần gấp 2 lần doanh thu. Thì cái này là có thể là nó hơi nguy hiểm đối với những ai thích an toàn. Ngoài ra chúng ta cần phải lưu ý một điều như thế này. Cái cổ phiếu này rõ ràng lợi nhuận rất cao, ghi nhận rất cao qua các năm. Nhưng mà cổ tức những năm gần đây rất thấp. 2019, 2020 gần như là chưa có cổ tức bằng tiền mặt. Trong khi đặc thù chúng ta đầu tư các cái cổ phiếu ngành đá thì có thể thấy là chủ yếu chúng ta trông chờ vào cái cổ tức rất tốt của ngành này. Đúng không? Thì đấy là cái rủi ro đối với cổ phiếu này. Còn rõ ràng là về định giá mà nhìn PE chẳng hạn thì là tương đối thấp. Đúng không? Hưởng lợi nhờ Long Thành rồi nhờ đầu tư công thì rất cao. Đúng không? Nhưng mà cái rủi ro của nó thì như anh Trung đưa ra là như vậy. Đấy, nó cũng quý vị phải cân nhắc rất kỹ đối với cổ phiếu này. Và đặc biệt tôi lưu ý thêm là nếu đầu tư cổ phiếu này thì chỉ nên nhìn ở góc độ ngắn hạn, cơ hội ngắn hạn thôi, chứ không phải là chúng ta sẽ ôm rất nhiều năm được, đúng không? Đúng. Điều này sẽ khó có thể lường được. Cảm ơn anh Phú, anh Trung và anh Tuấn. Thì có rất là nhiều câu hỏi mà quý nhà đầu tư có gửi về chương trình, nhưng mà tuy nhiên thì thời hạn chương trình cũng có hạn. Chính vì vậy mà xin phép quý nhà đầu tư là sẽ trả lời cho quý nhà đầu tư nếu như quý nhà đầu tư có inbox cho chúng tôi, cho các chuyên gia. Và tổng quan lại chương trình thì phần đầu thì chúng tôi có đi qua đó là những cái bình luận chung của các chuyên gia về tình hình thị trường, thì có nhấn mạnh đến yếu tố về lãi suất sẽ giảm trong tương lai và dòng tiền sẽ đi vào các kênh đầu tư như là cổ phiếu hay bất động sản. Và thứ hai đó là thứ hai là các chuyên gia của chúng ta thì cũng đã nói về tổng quan của ngành xây dựng và vật liệu xây dựng, và trong đó thì cũng đưa ra những cái khuyến nghị với các cổ phiếu cụ thể. Trong đó thì có những cổ phiếu là T4G, PLC, HPG và Hà Tiên 1. Thì các chuyên gia của chúng ta đưa ra khá nhiều những cái cổ phiếu. Thì tôi muốn là dành một phần quà cuối cùng cho quý nhà đầu tư. Thì các chuyên gia có thể nói về top 3 những cổ phiếu yêu thích của các chuyên gia để dành tặng cho quý nhà đầu tư được không? Thì xin mời anh Phục trước tiên.
Vâng, tôi thì tôi nghiêng về cổ phiếu Hòa Phát với cái quan điểm đầu tư dài hạn. Dài hạn đấy. Thứ ba rồi. Thứ ba. Vâng. Anh lựa ba cổ. Với cá nhân tôi thì tôi chọn Hòa Phát. Anh Tuấn thì sao? Tôi thì rất là ưa thích Hà Tiên 1 cho khoảng 1 năm tới và ưa thích Hòa Phát cho khoảng 3 năm tới. Tức là một cổ phiếu ngắn hạn hơn và một cổ phiếu trung dài hạn hơn. Đương nhiên thì DHA là một cổ phiếu tôi cũng thích. Tuy vậy thì thanh khoản cổ phiếu hơi là thấp nên tôi cũng không khuyến nghị ở đây. Tức là tôi sẽ tóm lại tôi sẽ ưu tiên vào hai cổ phiếu, một là Hà Tiên, hai là Hòa Phát. Và Hà Tiên là ngắn hạn và Hòa Phát sẽ trung dài hạn. Nếu mà chọn top 3 cổ phiếu thì chắc chắn đầu tiên sẽ là về Hòa Phát. Còn thứ hai thì có thể là hơi quan điểm hai anh là về cổ phiếu PLC. Thì mình vẫn bảo vệ quan điểm rằng là đây là cái chu kỳ ngành của họ cực kỳ lợi thế và giá dầu thấp. Bên cạnh đó cái cổ tức của họ khá là cao. Hàng năm họ chia 80% cổ tức, khoản lợi nhuận sau thuế dành cho cổ tức. Và cái dividend yield khoảng trên 10%, 10% khá là tốt. Còn nếu cổ phiếu thứ ba thì sẽ là Senco 4. Chúng ta chờ đợi kết quả đấu thầu của doanh nghiệp thì sẽ ảnh hưởng nhiều đến cái thông tin tích cực trong ngắn hạn gần đây. Còn thứ tư nếu mà có thì sẽ là CASB. Vậy thì các chuyên gia của chúng ta cũng đã gửi tặng đến quý nhà đầu tư những top 3 cổ phiếu mà các chuyên gia có yêu thích. Thì có đồng một quan điểm chung đó là các chuyên gia của chúng ta đều yêu thích cổ phiếu Hòa Phát. Và trong chương trình này của chúng tôi thì đề cập đến cái hướng đầu tư tích sản dài hạn. Và bên cạnh đó cũng đưa ra những khuyến nghị ngắn hạn nếu như mà quý nhà đầu tư có đặt câu hỏi. Thì chương trình của chúng tôi cũng có thời hạn. Chính vì vậy mà cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình từ đầu đến giờ. Cảm ơn các chuyên gia. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào thứ 3 giờ chiều thứ 2 tuần sau với chủ đề chúng tôi sẽ cập nhật sau. Xin chào và hẹn gặp lại.